Dạ, em xin kính chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu quý anh chị một căn nhà cấp 4 ở ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Phía trước em là đường huyện 15 và con kênh, con sông trước đường huyện luôn nha quý anh chị. Đây, con sông rất là rộng ha. Tại hướng này mình chạy xuống thị xã Gò Công nha quý anh chị. Khoảng 15 đến 20 phút là mình tới. Còn hướng này mình về trung tâm huyện Gò Công Tây, 3 phút tới 5 phút là mình tới nha quý anh chị. Ở đây có một căn nhà cấp 4, giá là 620 triệu. Có bớt lọc cho quý anh chị nha. Rồi, em sẽ quay review con đường đi vô nhà mình ha. Ở đây thì nó có cái khuyết điểm là hai bên ta đã xây cái tường sát rồi. Đó, khu này hẹp, còn khu này là rộng nha quý anh chị. Khu này là đan rồi, rộng rồi ha. Đây, căn nhà của mình đây ha. Nhà này có hàng rào màu trắng nè, cái tông màu rất là đẹp nè. À, cái đường này mình vô được nè. Oh my god, rào vậy thôi chứ. Gạch thì ở dưới lát gạch giả đá, rất là đẹp ha quý anh chị. Cột này cũng mới dán lại nè, mới tinh luôn. Nhà tắm cũng vậy, nhà tắm cũng nâng cấp lên đá giống như đá rửa. Nhà tắm cũng nhà tắm mình cũng nâng cấp lên nha quý anh chị. Nhà tiêu, nhà tắm ở bên ngoài, thích hợp ở miền ở dưới quê mình hay làm ở bên ngoài cho nó thoáng mát ha quý anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Nhà cầu dán luôn, dán tới nóc luôn. Có là phòng đóng luôn rồi nè. Đó, cửa sổ gỗ nha quý anh chị, gỗ màu sơn trắng đây. Rồi, đây là phòng ngủ thứ nhất ha, một phòng. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng này thì nó nằm cạnh với chỗ bếp ha. Đó, hành lang. Phía đây mình còn miếng đất rộng rãi để làm toilet rồi vườn ha. Đây cũng có cái dừa nữa nè. Trước sân có khoảng không trước sân luôn quý chị. Phía liền kề mình thì nó có một cái ao. Đó, rất là mát ha. Giá 620 triệu. Có bớt lọc cho quý anh chị nha. Là từ vị trí mình về thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng ha, tùy quý anh chị ở quận mấy nha. Rồi còn về thị xã Gò Công khoảng 20 phút. Về Mỹ Tho tầm khoảng 45 phút. Về trung tâm huyện Gò Công Tây là khoảng 3 đến 4 phút là mình tới. Có hàng rào kiên cố luôn nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị quan tâm vui lòng kết bạn với em qua số điện thoại 0973 267 524. Em sẽ gửi thông tin sổ sách cho quý anh chị xem nha. Rồi, em xin chào quý anh chị. Hẹn quý anh chị ở những video tiếp theo của kênh.